Cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chi tiết. Liên tục các vụ nạn nhân bị mất hàng chục, hàng trăm tỷ đồng, mới đây nhất là vụ nữ chủ tịch huyện nhân trạch tỉnh Đồng Nai bị lừa đảo 100 tỷ đồng. Dưới góc độ pháp lý, tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguồn gốc số tiền xác định chủ sở hữu hợp pháp của số tiền để làm rõ tư cách tham gia tố tụng đồng thời xác định trách nhiệm trong công tác quản lý số tiền của ngân hàng trường hợp kết quả xác minh cho thấy đây là số tiền hợp pháp của khách hàng gửi tại ngân hàng ngân hàng có trách nhiệm bảo quản bảo vệ và có trách nhiệm bồi thường nếu số tiền này bị đánh cắp Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ phương thức, thủ đoạn chiếm đoạt số tiền được thực hiện như thế nào, khách hàng gửi tiền có lỗi trong việc bảo quản số tiền hay không. Nếu trường hợp khách hàng để lộ thông tin tài khoản ngân hàng, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP của mình hoặc có các hành vi khác vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin khiến cho các đối tượng lừa đảo chiếm quyền kiểm soát tài khoản và rút tiền từ tài khoản thì ngân hàng chỉ có lỗi một phần, lỗi chính thuộc về khách hàng. Còn trường hợp khách hàng không để lộ thông tin, không cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng của mình cho các tổ chức cá nhân khác dẫn đến bị lừa đảo. Phương thức thủ đoạn chiếm đoạt tài sản trong vụ việc này là các đối tượng truy cập trái phép vào hệ thống máy tính, mạng nội bộ của ngân hàng hoặc có các thủ đoạn khác xâm nhập vào hệ thống của ngân hàng để chiếm đoạt số tiền đó của khách hàng thì mọi rủi ro trong trường hợp này thuộc về ngân hàng, ngân hàng phải bồi thường cho khách hàng. Theo ông Cường, hành vi chiếm đoạt tiền từ tài khoản ngân hàng của khách hàng có thể cấu thành tội phạm nhiều tội danh khác nhau như tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Với số tiền chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn như vậy mà các đối tượng bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hình phạt cao nhất có thể tới 20 năm tù hoặc tù trung thân. Còn trường hợp xử lý về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, hình phạt cao nhất tới 20 năm tù. Liên quan vụ chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Thị Giang Hương bị lừa đảo, mới đây, ông Lê Thành Mỹ, bí thư huyện ủy Nhân Trạch cho biết, sau khi báo chí thông tin bà Nguyễn Thị Giang Hương bị lừa đảo hơn 100 tỷ đồng, huyện ủy đã báo cáo sơ bộ cho tỉnh ủy Đồng Nai. Theo ông Lê Thành Mỹ, đầu tuần tới huyện ủy sẽ yêu cầu bà Hương báo cáo diễn tiến toàn bộ sự việc bà bị lừa đảo ra sao. Một lãnh đạo Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai cho hay, báo chí thông tin số tiền của chủ tịch huyện bị lừa quá lớn nên Ủy ban kiểm tra sẽ lưu ý về việc kê khai tài sản của chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch. Như đã thông tin, bà Nguyễn Thị Giang Hương đã bị nhóm lừa đảo dùng nhiều thủ đoạn, trong đó có công nghệ cao để lấy tiền của bà Hương từ nhiều tài khoản với số tiền hơn 100 tỷ đồng. Các nguồn tin cho hay số tiền bà Hương bị lừa có thể chưa dừng ở con số hơn 100 tỷ đồng. Hiện công an vẫn đang điều tra các dòng tiền trong tài khoản, cũng như việc kiểm soát nguồn tiền ở các ngân hàng mà bà Hương đứng tên. Nói về những trường hợp bị lừa như trên, một lãnh đạo Cục Công nghệ Thông tin Ngân hàng Nhà nước cho hay hình thức chiêu trò thủ đoạn của tội phạm công nghệ ngày càng tinh vi. Chúng mạo danh các cơ quan nhà nước như thuế, công an rồi đưa ra các tình huống cập nhật, đồng bộ lại tài khoản định danh điện tử mức độ 2, quyết toán thuế, thậm chí còn nói liên quan đến đường dây mua bán ma túy, lừa đảo để thao túng tâm lý người dân. Sau đó, kẻ lừa đảo dụ người dân truy cập vào đường link mà chúng gửi hoặc cài đặt các ứng dụng, đây là những phần mềm có chứa mã độc có thể chiếm được quyền kiểm soát di động đối với điện thoại có hệ điều hành Android. Lãnh đạo cục công nghệ thông tin giải thích, khi chiếm quyền kiểm soát điện thoại, nghĩa là kẻ lừa đảo đã đọc được dữ liệu cá nhân, đọc tin nhắn chứa mã OTP, kiểm soát được ứng dụng tài khoản ngân hàng trên điện thoại của người dân. Chủ điện thoại không hề nhận được tin nhắn dù đang cầm điện thoại trên tay và khi vào được tài khoản ngân hàng của người khác, kẻ gian chuyển tiền chiếm đoạt tài sản. Trao đổi về việc có thể lấy lại tiền trong trường hợp bắt được thủ phạm hay không, nhiều vị lãnh đạo ngân hàng cho rằng tiền bị lừa đảo thường khó thu hồi ngay cả khi bắt được thủ phạm bởi khi lừa đảo tiền được kẻ xấu chuyển đi ngay qua nhiều tài khoản hoặc được rửa qua một hệ thống phức tạp bằng cách chuyển đổi thành thẻ cào tiền kỹ thuật số hoặc nạp vào các tài khoản cá độ chơi game bất hợp pháp do đó khách hàng rất khó có thể yêu cầu ngân hàng đền bù thiệt hại cho các giao dịch được xác thực bởi đầy đủ thông tin đăng nhập và mã otp xác thực và trên cùng thiết bị mà khách hàng đang sử dụng cho các giao dịch bình thường khác Chính vì vậy, hệ thống ngân hàng xác nhận đây là các giao dịch hợp lệ và đã thực hiện như các giao dịch khác do chủ tài khoản thực hiện, đúng theo quy định cung cấp và sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử giữa khách hàng và ngân hàng. Và lúc này, ngân hàng chỉ có thể phối hợp với cơ quan phòng chống tội phạm công nghệ cao, cơ quan công an và điều tra để hỗ trợ khách hàng trong việc cung cấp thông tin nhanh nhất và đầy đủ để cơ quan chức năng với đủ thẩm quyền và nguồn lực chuyên ngành nhằm thực hiện các công tác điều tra và xử lý. Liên quan đến vụ phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường dưới mương nước cách nhà 800m, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định đây là vụ sát hại người chưa rõ thủ phạm, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Dưới sự chỉ đạo của giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa, phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện Triệu Sơn và các đơn vị có liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để khẩn trương điều tra làm rõ. Sau 3 ngày tích cực điều tra, xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh thủ phạm gây án là Lương Thị Xuân, sinh năm 1982, trú tại thôn 6, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Bước đầu tại cơ quan điều tra, Lương Thị Xuân khai báo do mâu thuẫn trong quan hệ làm ăn nên Xuân đã dùng hung khí đánh vào đầu làm chị P tử vong. Cụ thể, xuất phát từ mối quan hệ họ hàng, hai gia đình góp số tiền 1,4 tỷ đồng để mua máy múc làm ăn chung, nhưng kém hiệu quả sau đó mâu thuẫn trong việc thỏa thuận bán cho thuê máy múc. Không tìm được tiếng nói chung để giải quyết nên giữa chị Phương và Xuân nảy sinh mâu thuẫn. Nhiều lần to tiếng, nặng lời với nhau dẫn đến bức xúc, kìm nén lâu ngày. Khoảng 13 giờ 45 phút ngày 16 tháng 3 năm 2024, tại khu vực vườn keo địa phận thôn 6, xã Vân Sơn, Xuân và chị Phương có gặp nhau nói chuyện. Quá trình nói chuyện giữa Xuân và chị Phương xảy ra to tiếng, cãi cọ do chị Phương cho rằng nhà Xuân lừa đảo chị Phương trong vấn đề làm ăn này. Khi mâu thuẫn đến đỉnh điểm, Xuân đã lấy thanh sắt trong bì mang theo khi đi ra đồng, đánh vào đầu làm chị Phương ngất tại chỗ. Sau đó, Xuân kéo chị Phương xuống kênh nước ngay bên cạnh dẫn đến chị Phương bị ngạt nước. Thấy chị Phương đã bất động, do sợ bị phát hiện hành vi phạm tội nên Xuân lấy các bao rác đè lên người chị Phương để che giấu rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Theo cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa, vụ án đứng trước những khó khăn trồng chất khi hiện trường xảy ra tại khu vực vắng người, rất ít manh mối để điều tra. Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng điều tra đã hướng nghi vấn về một người phụ nữ khả nghi có mối quan hệ với nạn nhân và tập trung xác minh làm rõ. Trước cơ quan điều tra và gia đình bị hại, đối tượng luôn tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng như không hề liên quan và đưa ra những chứng cứ ngoại phạm đến tối cùng ngày đối tượng vẫn có mặt tại đám tang chị phương để nghe ngóng tình hình và tham gia cùng gia đình lo hậu sự như không hề liên quan tuy nhiên trước những tài liệu chứng cứ không thể chối cãi đối tượng đã nhận tội đối tượng xuân hiện nay đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra theo quy định của pháp luật